Xin chào các bạn đến với kênh Huy Ma Bangkok. Hôm nay Huy sẽ, trước khi mà vào cái chủ đề phân tích nét đẹp trên khuôn mặt của ca sĩ, diễn viên, YouTuber Huy Ma Bangkok, thì tôi xin phép được nói bằng tiếng Hà Nội, tiếng Bắc, hoặc là một cái tiếng nào đấy mà mình cố gắng để nói cho không phải là mình. Bởi vì khi mà mình nhận xét về chính bản thân mình thì nó sẽ rất là kỳ. Vì vậy tôi mượn tiếng nói của người ngoài Bắc để mà nói cho phân tích về nét đẹp của tôi. Thì đầu tiên mọi người thấy đấy, những cái nét đẹp trên khuôn mặt tôi, thì để chọn lựa một điều mà tôi thích nhất trên cái khuôn mặt của mình được cho là đẹp theo cái ý định của mình muốn nói, chứ không phải là theo một cái chuẩn mực của bất cứ cái người nào. Có nghĩa là tự nhận xét về bản thân tôi thì tôi thấy trên khuôn mặt tôi đẹp nhất đó chính là đôi mắt. Bởi vì sao? Bởi vì trong đôi mắt của tôi thấy là mắt của tôi nó không có đều, nó không có hai mí rõ ràng. Nó khác với những cái nét đẹp thông thường, cho nên là nó lạ và nó tạo nên một cái điều mà tôi thích nhất ở đôi mắt này. Mặc dù nếu mà ai không thích tôi hoặc là ghét tôi, có thể nó mắt tôi là bị lé, bị mại hoặc là bị lé kim ấy. Đôi khi bình thường thì không có lé lắm, nhưng mà có những lúc tôi rất là lé. Đó là những lúc tôi rất là mệt và những lúc tôi lơ mơ, tôi không suy nghĩ, tôi không nhìn về một cái vấn đề nào đó, hoặc tôi không nhìn thẳng vào một cái vật nào đó thì mắt tôi nó sẽ bị lé. Đó là thật nhá. Nhưng mà ý là có những lúc tôi cũng hơi đẹp, gọi là được ấy, nhưng mà để phân tích trong một cái clip là để chọn lựa cái điều nào trên khuôn mặt mà đẹp nhất thì đó là đôi mắt. Vì đôi mắt tôi không đều, là thứ nhất nó sẽ lạ, một bên hai mí, một bên một mí 75. Và cái con mắt tôi là mắt mơ màng. Và nó gọi là nó lạ so với cái chuẩn mực của một cái điều gì đấy. Cho nên tôi sẽ chọn con mắt của tôi. Bởi vì trong mắt tôi là tôi cảm thấy tôi là một người rất là dễ thương. Đẹp không phải là về một cái quy chuẩn nào đó, nhưng mà về cái ánh mắt ấy, thì tôi cảm thấy tôi tự tin về cái ánh mắt của mình. Đối với tôi, một nét đẹp, có thể nói là đẹp thì nó thể là có gọi là đẹp sâu sắc ấy, đẹp mà đẹp sắc sảo, thì đẹp quá thì đối với tôi nó cũng sợ lắm. Mấy mọi người thấy không, mắt tôi nó hơi bụp một bên, một bên một mí 75, cho nên nó lạ lắm. Còn vì sao gọi là đẹp, tại vì nó dễ thương. Cái con mắt của tôi là thuộc cái dạng dễ thương, cái ánh mắt nó dễ thương, cho nên là tôi thích đôi mắt của tôi nhất. Mặc dù là nếu mà nói về đẹp thì đẹp quá, ai mà đẹp quá thì tôi cũng rất là thích, tôi thích ngắm, nhưng mà đẹp quá đẹp tôi cũng sợ vì sự sắc sảo. Còn nếu mà để chọn lựa một người nào đấy để mà ngắm nhìn thì tôi rất thích cái sự dễ thương. Vì vậy tôi nghĩ để chọn lựa trên mặt tôi, điều đẹp nhất đó là con mắt. Mà con mắt tôi nó dễ thương, cho nên khi mà mọi người thấy không, ngày xưa tôi đi hát, đi diễn, người ta kẻ con mắt của tôi lên làm cho mắt tôi nó có thần hơn. Chứ nếu không là con mắt tôi nó rất là, mặc dù tôi chọn con mắt tôi đẹp đẹp nhất, nhưng nó không có gọi là, nếu mà không trang điểm lên ấy thì nó sẽ rất là nhạt nhòa. Vì nó dễ thương mà mọi người, dễ thương cho nên nó đôi khi nó nhạt nhòa lắm, nó rất là bình thường. Nó như là một cái điều gì đấy mơ màng đấy. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn vào con mắt, đập vào mặt là nhìn thấy con mắt liền. Còn khi trang điểm, thấy không? Nó sắc sảo lên, giống như một diễn viên ca bóp. Còn khi không trang điểm thì nó hơi lé đấy. Như cái tấm này nó lé này, còn cái tấm này nó cũng lé luôn. Đấy, nói chung là khuôn mặt tôi là người ta thường nói là nhìn vào thì thấy cái mũi, cái sóng mũi và cái mũi nó kín và nó cao, nó thanh, nó đẹp là nhờ cái mũi. Nhưng mà tôi thì tôi chọn con mắt, chứ cái mũi thì có rất là nhiều có cái mũi đẹp rồi, cho nên là không thể nào mà đẹp nhất là mà mình chọn cái mũi mình được. Tại vì cái mũi tôi thật ra nó cũng hơi quặp quặp một xíu, cho nên nó không có phải là nó thẳng tắp, nó hơi quặp một xíu, cho nên
Con người thì người ta gọi là mũi két, nó hơi ác một chút đấy. Nhưng mà khi mà nhìn vào con mắt tôi thì thấy là mơ mơ, thấy không? Mơ 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 huyền mờ. Cho nên là đôi khi tôi nhìn đời nó cũng mơ mơ. Đôi khi tôi thấy nó mơ mơ sao ấy, nó không có rõ. Nhất là khi tôi đeo kính. Khi tôi đeo kính là càng mơ. Đấy, mọi người thấy đôi mắt tôi nó mơ không? Và để nói về cái nụ cười của tôi thì nó hơi móm. Ngày xưa tôi có đóng một cái bộ phim tên, tôi lấy cái tên là móm luôn mà. Diễn là đạo diễn và người ta viết là tên móm luôn. Sau này tôi mới biết tôi bị móm luôn. Bởi vì là thật ra thì nếu mà xét để khi mà để bình thường như thế này thì miệng tôi không móm nha. Nhưng mà cái vì khi mà tôi nói chuyện hoặc là tôi cười là những cái biểu cảm của tôi ấy nó bị móm, là vì cái thói quen của tôi khi nói chuyện. Nó cho nên nhiều người nghĩ tôi là bị móm hoặc là móm. Còn khi mà tôi chụp hình với những người bạn nữ giới Đài Loan đây, hồi tôi ở bên Đài Loan thì mọi người nói là sao mặt tôi giống con gái vậy. Là vì cái mặt tôi nhiều người nói là giống con gái. Mấy anh chạy xe ôm ấy nói là nhìn em giống con gái. Khi mấy anh nói vậy tôi tự nhiên tôi e thẹn giống con gái luôn. Nhưng mà thật ra để nói là mặt tôi không giống con gái. Bởi vì là cái mũi tôi ấy nó cao. Cao nó to, cái khung xương nó to, không có thể nó giống con gái được. Còn khi tôi cười ra, nhiều người nói là cười rất là dễ thương, nhưng tươi. Nhưng có những người thì người ta nói là khi tôi cười ra nó bị mất mất cái thần trên cái khuôn mặt của tôi. Bởi vì khuôn mặt tôi khi nghiêm thì nó sẽ lạnh lùng và nó đẹp trai hơn. Đấy, như thế này nè, muốn bột bột tai liền. Cái mặt nhìn cái nó cân cân lên như thế nào ấy. Còn đây là hình thẻ nha các quý vị. Hình thẻ thì mặt tôi nó rất là bình thường. Đây là hình tôi đi ăn đám cưới thì tôi mặc ghi lê và đeo carabat lên thì nó hơi chững chạc một chút. Khi tôi để tóc vàng thì cái khuôn mặt tôi nó cũng khác đi. Đấy, ngày xưa đấy, cái hình này là hồi năm học lớp 11, 12 thì mặt tôi như thế. Và khi tôi làm nghệ thuật thì cái mặt tôi nó như thế này. Nói chung là nó có cái mặt tôi là nó có nhiều mặt, ai cũng vậy. Cái mặt nó có nhiều mặt, có nghĩa là ngoài cái mặt bình thường ngủ sáng ngủ dậy, tối ngủ dậy thì nó cũng khác rồi mọi người ạ. Còn cái có nhiều mặt có nghĩa là nghĩa bóng, có nghĩa là tôi cũng có mặt ác và mặt hiền, có nghĩa là có những cái tôi cũng không có được. Đây, khi tôi chụp hình với diễn viên Harry Lu trong bộ phim Trở Về Bạn thì mặt Harry Lu là người Đài Loan, còn tôi là người Việt Nam, nhìn nó cũng khác nhau nhưng đều là người châu Á, nó không khác lắm. Còn đây là trong phim Tìm Anh Hoàng Tử Bé ngày xưa. Và đây khi tôi đi hát thì cái sóng mũi tôi, mọi người thấy nó cao đấy không? Nhưng không, rất là nhiều người mũi cao trong cho nên là tôi không chọn cái mũi của tôi, mà tôi chọn đôi mắt, là nhìn vào là khác liền. Đôi mắt lé của tôi nó làm một sự khác biệt cho mình, cho nên tôi chọn đôi mắt chứ không, tôi không chọn những cái khác là vì vậy. Còn đôi môi của tôi nhiều cũng nói là đẹp, nó giống như là môi trái me, không ạ, môi trái tim. Nhưng mà vì nó khi mà cười ra thì nó bị phá cái nét, cho nên là tôi không chọn cái môi. Vì cái miệng của tôi, cái răng của tôi nó cũng nhỏ, mà khi nói chuyện và cười thì cái miệng của tôi nó móm móm, cho nên là tôi cũng không chọn cái miệng của tôi. Mặc dù khi mà để bình thường thì cái miệng của tôi nó cũng được gọi là ok. Đây là khi tôi chụp hình với chị Hờ Hèn Ni Ê khi chị qua Thái Lan để tham gia chương trình Miss University, lộn, Miss Universe. Và đây là khi tôi còn trẻ thì cái nét phong độ nó có đấy, nét trẻ trung nó có. Đây là siêu mẫu Minh Vi, lộn, không phải siêu mẫu gì đó, Minh Vi siêu mẫu đấy, ấy là một siêu mẫu rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Vì nhanh quá tôi chưa kịp nhớ tên. Đây là khi tôi còn trẻ trong đám cưới của chị gái tôi. Đây là khi tôi tốt nghiệp trường cao đẳng với các bạn nữ thì tôi cũng rất là đàn ông chứ không phải là nhìn giống như con gái. Khi mà chụp chung khung hình với một số người thì thấy không, mọi người thấy nhiều người nói tôi giống con gái, nhưng thật ra khi đứng với con gái là tôi cũng khác một chút, bởi vì tôi cũng là con trai. Mọi người, nếu mà mọi người xem thì có những người ngày xưa nói tôi giống, và Sơn Tùng MTB đây. Khi tôi chụp hình với Sơn Tùng MTB trong một quán, em choàng vai tôi và có một tấm hình kỷ niệm ngày xưa. Khi em nhìn vào cái đĩa nhạc của tôi, em hỏi người bán hàng đây là ai.
Đấy là kỷ niệm khi tôi gặp Sơn Tùng, và đây là những hình ảnh trong bộ phim Tìm Hòn Bé với chị diễn viên Hạnh Thúy. Còn đây là trong bộ phim chiếu rạp Đoạt Hồn. Khuôn mặt của tôi thì nó có đôi mắt nó mơ mơ, cho nên các đóng vai bác sĩ. Đây là trong bộ phim. Còn đây là khi tôi song ca với em Bảo Uyên, học trò của chị Mỹ Tâm, mới vừa ra bài hát Những Câu Hỏi Khi Say. Khi tôi trình diễn trên sân khấu, người ta cho tôi con mắt đen đen để cho nó không mơ quá, bởi vì con mắt tôi mắt mơ. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà không trang điểm nó bị lơ ngơ làm sao ấy. Đây là khi tôi chụp hình với anh nhạc sĩ Huy Tuấn trong một chương trình tôi tham gia. Còn đây là trong hình khi tôi để tóc màu vàng, khi tôi và đây là chị Thủy Tiên ở trong chương trình Paris by Night, và tôi hát chung với chị trong một chương trình khi chị về Việt Nam, được may mắn lên mà hát chung với bài hát Người Tình Người Đẹp Xinh Xinh. Đây là ông nội và bố của tôi. Mọi người thấy tôi giống ông nội hay là bố? Và đây là khi tôi đi hát thì tôi hay làm tóc các kiểu để cho tôi nhìn tôi nó cá tính hơn một chút. Đây là khi tôi ở Đài Loan với các cô bạn nữ, thì ngoài cái nét đẹp để chọn ra thì đây là tóc tiên. Tóc tiên cười rất là tươi, còn tôi cười bị móm, mọi người thấy không? Còn để nói về thân hình của tôi thì rất là thiệt thòi, bởi vì nếu mà để nói về con trai thì phải cao to, nhưng tôi rất là lùn, 1m62. Đây là chị Lê Khánh trong một chương trình tôi quay trên chương trình HTV với chị, và đây là trong một chương trình với Kelly, với Lily Luta và bạn Quang Anh. Và đây là tôi khi mà tôi không trang điểm thì nó như thế này, mộc mạc. Nhưng mà là ngày xưa, chứ bây giờ mặt tôi nó cũng không được giống như này. Mặt tôi bây giờ nó không có tươi, nó bị héo rồi. Theo thời gian thì bất cứ cái gì nó cũng phải héo, nó mới đúng theo cái quy luật của con người. Không ai mà có thể giữ được nét thanh xuân trên cái khuôn mặt của mình. Vì thế chụp hình là để lưu giữ lại những cái khoảnh khắc trong một tấm hình. Khi mình thay đổi, mình có thể nhìn lại ngày xưa mình như thế nào. Đó là những kỷ niệm của mình. Hoặc khi mình nếu mà mình mất đi thì mình cũng có một tấm hình để mình làm di ảnh. Đó là lý do vì sao người ta chụp hình là như vậy, để giữ lại những cái khoảnh khắc trong cuộc sống. Và đối với tôi, đấy, mọi người thấy không? Tôi cười lên cái răng tôi nó nhỏ, cho nên không, tôi không chọn cái môi. Tại vì nếu mà chọn cái môi thì phải chọn cái răng. Mà răng tôi thì nó nhỏ quá, nó không có được đẹp. Thì đây, còn đây là một tấm hình với siêu sao Thái Lan, ngôi sao Thái Lan Win Metawin đó mọi người. Bạn này là siêu sao bên này. Còn đây là khi tôi ở Singapore, mặt tôi nó cũng khá bầu bĩnh lên, thì nó cũng trẻ hơn một chút. Còn bây giờ thì mặt tôi nó ốm, thì nó hốc hác. Theo thời gian mà đã nói rồi, với cuộc sống mọi người thì nó sẽ có cái ảnh hưởng của những cái đồ ăn, đồ uống, hoặc là những cái tác động bên ngoài. Có người thì đẹp hơn, còn tôi thì xấu đi. Còn đây là chị Như Quỳnh. Chị Như Quỳnh cười rất là tươi, còn tôi cười bị móm, mọi người thấy không? Mặc dù tôi đang nói với mọi người phân tích nét đẹp để cho có một cái clip tôi up với mọi người. Đây là Juwa khi còn trẻ, và tôi khi để tóc modern thì tôi nói là để tôi chọn một cái nét đẹp trên cái khuôn mặt tôi như thế, là có đôi mắt, nói chung là mắt nó hiền, nhưng mà đôi khi mà tôi hung dữ lên mắt tôi nó cũng ác, cho nên là nói chung là, nhưng mà tôi vẫn chọn đôi mắt của mình, bởi vì đó là đôi mắt của mình, nơi mà tôi có thể nhìn thấy mọi người và nơi mà mọi người có thể nhìn thấy được cảm xúc của tôi biểu hiện ra như thế nào theo cái đối tượng và theo cái hành vi, cũng như là theo những cái xúc cảm của mình trong một cái thời gian nào đó nhất định. Khi đây là trong hình có hai con ngựa, bởi vì tôi cũng ngựa, rất là ngựa. Đôi mắt nó phản ánh rất là nhiều điều trong cuộc sống. Cái ánh mắt nha mọi người, khi mình già đi, cái ánh mắt của mình có thể không già đi thì mình vẫn được coi là trẻ. Vì thế có những người thì người ta rất là già, nhưng người càng tiếp xúc thì người ta thấy cái sự trẻ chung của con người ấy, bởi vì cái người ta cảm nhận người ta vẫn còn trẻ, cho nên là cái ánh mắt người ta phát ra rất là trẻ. Có những người thì bề ngoài người ta rất là tươi, rất là già, rất là ngoan ơi là ngoan, nhưng mà
cái ánh mắt người ta đã già đi theo thời gian vì nhuốm màu nhiều điều quá, cho nên người ta bị chứng lại. Cho nên là để nói về lưu giữ thanh xuân và chọn một nét đẹp theo thời gian, tôi chọn đôi mắt của mình. Tôi thật sự thích đôi mắt của mình vì nó lạ và nó vẫn dễ thương. Tôi yêu bản thân mình. Đây là những hình ảnh ngày xưa. Và tôi sẽ tạm biệt mọi người clip tại đây. Hy vọng clip này sẽ để lại cho mọi người những cái điều thú vị về những hình ảnh của tôi ngày xưa cũng như là ngày nay, để cho thấy cuộc sống này đôi khi có những điều có thể khắc nghiệt, có những điều có thể khác đi nhưng ánh mắt, và có những điều có thể không thể nào khác đi, đó là những ký ức cảm xúc của một bức ảnh hoặc một điều gì đó có thể lưu lại trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, tôi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này 16 phút để nhìn cái ánh mắt của tôi, một nơi mà tôi cảm thấy tự tin nhất trong cuộc đời tới thời điểm hiện tại. Và xin phép được chào tạm biệt mọi người tại đây. Xin chúc mọi người có một năm mới 2024 và những điều sắp tới thật là vui vẻ. Và đặc biệt, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn phải nhớ, cũng phải tự tin vào bản thân mình. Dù mình không là người đẹp nhất nhưng tôi vẫn có thể tự tin làm một cái clip như thế này. Có nghĩa là mặc dù tôi không đẹp nhưng tôi vẫn yêu cái sự không đẹp của mình, là đôi mắt lé, đôi mắt mơ, để chọn một điều gì đó khác biệt cho cái vẻ đẹp chuẩn mực, để vẫn có thể tự tin bước đi trong thời buổi hiện tại với rất nhiều bạn đẹp.